Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn một chiếc laptop của Dell. Cái chiếc laptop này thì mình rất là thích. Nó cân bằng giữa nhiều yếu tố như là giá bán này, hiệu năng và cái trải nghiệm sử dụng. Đây là cái mã sản phẩm này, mình sẽ quay gần cho bạn coi nha. Chiếc laptop mình chia sẻ cùng các bạn ngày hôm nay đó chính là chiếc Dell Gaming G3 15. 15 này chính là cái màn hình 15,6 inch các bạn ạ. Có một cái điểm mình rất là thích ở chiếc máy này đó chính là nó được trang bị thêm một cái ổ HDD có dung lượng 1T. Ngoài cái ổ SSD có cái dung lượng là 256GB dành các bạn. Con chip i5-10300H, chip i5 thế hệ thứ 10, rất là khỏe các bạn. Lúc đầu thì mình định lựa chọn cái phiên bản máy chạm cơ, một con máy chạm của HP, con ZBook ấy. ZBook thì nó sử dụng cái chip i7, giá thành thì nó cũng xem con này i7-6800H. Thì cái chip i7 đời thứ 6 với lại con i5 đời 10 này thì nó cũng xem nhau. Bởi vậy thì mình lựa chọn cái chiếc laptop gaming này các bạn, để sử dụng cho cái công việc chơi game, làm đồ họa cũng như là live stream. Thường là mình sẽ live nó nhẹ nhàng thôi, sử dụng cái phần mềm VMix các bạn. Lát nữa thì mình sẽ mở cái phần mềm cho bạn coi nha. Còn card đồ họa chiếc máy này thì sử dụng cái card GTX 1650. Cái card này có cái dung lượng RAM là 4GB RAM các bạn, và nó sử dụng DDRAM G6 mới nhất bây giờ nha các bạn. Pin thì 3 cell thôi. 3 cell thì nó sẽ có cái thời gian sử dụng ngắn hơn một chút. Tuy vậy với một cái laptop gaming đó, phục vụ cho cái công việc cũng tương đối là nặng, thì mình nghĩ là cái 3 cell là hợp lý, vì chúng ta vẫn thường cắm điện. Nó sẽ giảm tối đa cái trọng lượng, vì là đôi khi chúng ta phải mang cái laptop đi mà, nhiều pin quá thì nó cũng lại tăng cái khối lượng lên. Và cái máy của chúng ta này, bạn thấy không? Ngày 24 tháng 3 năm 2021, khá là mới các bạn. Cái máy này mình mua với giá 21 triệu. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra để coi bên trong cái sản phẩm này nó có những cái gì nha các bạn. Tất nhiên là cái giá này thì nó tùy chỗ các bạn mua nha. Thường thì mình mua với được giá này, các bạn có thể mua nó sẽ cao hơn một chút, từ 22 tới 23 triệu đó, tùy cái chỗ của các bạn nhé. Đây, mình sẽ mở cho bạn coi ở bên trong nó có gì. Đây là cái dây sạc các bạn. Ở đây chúng ta có một cái củ sạc này. Củ sạc của Dell bây giờ là cái dạng mỏng các bạn. Có cái công suất là 130W, mỏng nhưng mà rất là khỏe các bạn. Cái điện áp vào là 240V 1.8A này, tần số 50-60Hz. Và cái dòng điện đầu ra là 19,5V 6,7A. Hay đi lại vẫn là muốn cái hiệu năng nó mạnh nữa thì mình sẽ lựa chọn con gaming này, ok các bạn. Mình nghĩ là cái thời điểm này thì chúng ta mua cái máy mới nó sẽ ok hơn là một cái máy chạm đời cũ. Nói chung là nó cũng tùy thuộc công việc các bạn. Ví dụ như cái công việc của mình thì sử dụng dựng phim Adobe Premiere này, xong rồi livestream một chút này, giải trí chơi game nhẹ nhàng, thì mình nghĩ chiếc này nó phù hợp các bạn. Vì là cái chip Intel này nó xử lý đồ họa rất là tốt. Đây là chiếc máy của chúng ta này, bạn thấy không? Quá tuyệt vời cho một chiếc máy gaming các bạn. Vô cùng mỏng, mỏng nhẹ. Đó. Cái điểm đầu tiên mình ấn tượng ở chiếc máy này đó chính là cái vỏ các bạn. Cái vỏ được làm sần. Đó, sần sần này nó sẽ không bám vân tay này. Nó cũng hạn chế xước các bạn. Cái logo Dell đây làm khá là đẹp các bạn. Kết hợp với ánh sáng nó tạo ra cái nền xanh. Dell G3 này thì chủ yếu sử dụng cái tông màu xanh các bạn. Đó, các bạn thấy không? Chủ yếu cái tông màu xanh ở trên này. Đây là một cạnh bên này. Cạnh bên thì có hai cái khe thoát nhiệt các bạn. Hai cái khe thoát nhiệt này theo mình đánh giá ở trên chiếc G3 sử dụng chiếc i5 này là vừa nha các bạn. Nhưng mà với các cái phiên bản trùng cuối của cái dòng G3 này sử dụng chiếc i7 đó, hai tản nhiệt này có vẻ là hơi ít, hơi nhỏ các bạn. Hơi nhỏ, hơi ít để có thể tản nhiệt cho cái card đồ họa rất là khủng và cái con chip i7 ở trên này. Nên là mình nghĩ cái lựa chọn i5 vẫn là một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Nói chung là nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn nữa. i7 thì các bạn nên sử dụng trong lúc trang bị thêm cái quạt thổi vào máy nhé, không nó sẽ tăng nhiệt rất là nhanh các bạn. Đây là cái mặt sau của máy này. Mặt sau của máy. Đó, G3. Cũng tông xanh luôn. Mấy cái tấm cao su này thì giúp cho máy chúng ta nó nổi lên trên cái bề mặt bàn các bạn. Nên là gió sẽ được hút vào đây và nó thổi qua đây. Chỗ này thì được trang bị các cái lưới để lọc bụi rồi các bạn.
Đây là một vài cái thông số ở trên máy này. Mình xem có cái thông số là quan trọng không. Cái thông số pin các thứ các bạn, nói chung là không có gì ở đây cả. Cái mã để bảo hành thôi. Đeo thì có một cái điểm mình cũng rất là thích, đó là có cái chế độ bảo hành tại nhà đó các bạn, rất là ngon. Đây là cái tem của FPT này. Về trường hợp mà có lỗi các bạn cứ gọi người của Đeo là họ sẽ tới nhà họ kiểm tra các bạn. Cái điểm này nó rất là ăn tiền nha các bạn. Đôi khi là các bạn không có thời gian các bạn mang ra trung tâm bảo hành ạ. Còn ở bên cạnh này là các cái cổng kết nối của máy các bạn. Trên Dell G3 thì có một cái điểm là nó có cái khe SD các bạn. Cái khe này mình rất là thích nha. Các bạn mà thường quay phim chụp ảnh đó, cái khe SD này các bạn có thẻ bạn cắm vào đây chép luôn là máy tính, rất là tiện lợi các bạn. Đây là cái cổng USB A này. Đây là cái khóa này. Jack tai nghe này. Ở cạnh bên này thì chúng ta có jack nguồn này, các cái cổng kết nối này, để cổng HDMI này, một cái cổng USB này, đây là cáp mạng LAN này. Nói chung là đầy đủ cổng ăn chơi các bạn. Coi ở đây còn cái gì nữa không? Hết rồi các bạn. Đó, nói chung là đủ đủ để chúng ta sử dụng nha các bạn. Việc trang bị cổng SD là một cái lợi thế. Hết rồi, không còn cái gì ở đây nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần bên trong. Mình sẽ mở ra để coi nó có gì ở bên trong nha. Đây là bên trong của Dell G3 các bạn. Cái điểm thứ hai mình thích ở cái Dell G3 này đó chính là cái bàn phím full size các bạn. Ở bên đây có cái phím số này. Cái hành trình bấm thì nói chung là ok nha các bạn. Cảm giác phím bấm ok, hành trình nó cũng vừa đủ tầm các bạn. Gõ ok. Và với cái bàn phím full size này thì các bạn làm văn phòng rất là tuyệt vời nha các bạn. Đó. Các bạn sẽ thao tác nó nhanh hơn khá là nhiều. Các cái phím di chuyển trong game thì được đánh dấu ở đây rồi các bạn. Nói chung là ok. Màn hình của Dell cũng là một cái lợi thế, mình đang ngồi ở ngoài sân khá là sáng các bạn, ánh nắng nó chiếu vào. Các bạn thấy không? Cái màn hình của Dell này thì nó được trang bị một lớp gọi là chống phản xạ ánh sáng đó. Trong phòng mà các bạn ngồi gần cửa sổ thì ok, chứ ngồi ngoài trời như mình này thì nó cũng gọi là tương đối thôi. Một cái điểm mà mình chưa thích ở cái màn hình này đó là cái tần số của nó chỉ được 60 Hz thôi các bạn. Hơi khiêm tốn so với các cái laptop gaming khác ở cùng cái phân khúc. Vì vậy thì mình thích cái Dell này. Đó. Đã thích rồi thì một vài cái khiếm khuyết thì nó cũng không thành vấn đề đúng không ạ? Đây là cái touchpad này, khá là lớn các bạn. Cái này thì mình cũng ít dùng vì chúng ta thường sử dụng chuột cho nó nhanh các bạn. Và một cái điểm nữa rất là tuyệt vời ở trên Dell đó chính là cái cảm biến vân tay các bạn. Đó, cảm biến vân tay một chạm nó sẽ giúp chúng ta truy cập nhanh hơn, khỏi mất công gõ mật khẩu. Và cái thiết kế của Dell này thì nó cũng khá là hay nha các bạn. Các bản nề thường các máy khác thì nó sẽ đặt bản nề hai bên này, còn Dell đặt đây, nó một cái sự cách điệu. Thì chúng ta đóng gập máy nó cũng cảm giác nó trơn hơn và cái đoạn này cũng khá là cứng cáp các bạn. Đó. Màn hình dày thì mình luôn thích rồi. Cái viền màn hình dày thì nó có một cái gì đó nó cuốn hút mình từ những cái thời mà dùng máy chạm các bạn. Các máy chạm thì cái màn hình cái viền này này nó siêu dày, nó sẽ tránh cái trường hợp mà chúng ta vô tình có lực tác động nó gây hỏng cái màn hình này các bạn. Đó. Nói chung là một cái laptop để làm việc thì cái thời trang nó chỉ là phụ thôi, mình thích cái màn hình dày. Nó sẽ cảm giác nó an tâm hơn một chút các bạn. Máy khá là mỏng nha các bạn. Cái kích thước này thì có lẽ các bạn sẽ xem cái thông số nhà sản xuất chứ mình không nhớ chính xác cái kích thước của cái này. Nói chung là khá mỏng. 2,34 cân. Quá tuyệt vời các bạn, rất là thuận tiện để mang theo hàng ngày. Bàn phím ở đây gõ tốt và không bị lún xuống này các bạn này, các bạn thấy không? Đó. Khi các bạn ấn này, một cái lực như thế này, nó không bị lún cả xuống. Cái việc mua laptop cũ thì nó có một vài cái bất cập mà các bạn cần phải để ý này. Cái bàn phím này này, nhiều khi là bàn phím người ta thay rồi, ấn xuống thì có chỗ lồi, chỗ lõm. Đó, cái viền màn hình này nó bị hở này. Cái pin thì có thể là pin được làm lại, mặc dù các bạn có thể check ra pin mới nhưng có thể đấy là pin đóng lại, nó chưa chắc đã ngon. Bởi vậy thì với một cái laptop mà cũ, cái máy chạm mà tầm khoảng 17, 18 triệu đến gần 19 triệu rồi, thì các bạn nên cân nhắc có thể đến một cửa hàng nào đó bạn xài thử cái máy mới này. Nếu như mà nó đáp ứng được cái công việc của các bạn đó thì mình nghĩ là các bạn nên đầu tư máy mới, nó ok hơn nha. Vì là mình cũng là một cái người sử dụng máy tính rất là nhiều và mình cũng bán cả máy tính cũ ấy, nên là mình cũng thường là
cân nhắc rất là kỹ những cái yếu tố này. Nếu như mà cái nào nó lợi nhất, cái phương án nào tốt nhất mà nó phù hợp với công việc của chúng ta thì các bạn lưu ý nha. Mình vừa kết nối điện, bây giờ chúng ta sẽ test thử máy nha các bạn. Đây là cái đèn báo ở trên cái rắc sạc các bạn, nó sẽ giúp các bạn dễ tìm thấy cái rắc này trong bóng tối này. Bàn phím của Dell G3 thì nổi bật với lại cái tông màu xanh các bạn, nó gọi là tông xẹt tông với tổng thể cái máy luôn. Chiếc máy của chúng ta đang khởi động các bạn, đây là cái lần đầu bật nên khả năng nó sẽ hơi lâu, mình sẽ tạm dừng đi để tránh mất thời gian của các bạn nha. Mình vừa cài đặt xong một số phần mềm cơ bản cho chiếc Dell G3 này. Đầu tiên về cảm nhận cái màn hình đó, thì cái màn hình có cái độ sáng 220 nit và cái tần số quét 60 Hz ở trên Dell G3 chỉ đủ xài các bạn. Mình đang ngồi ở ngoài trời như các bạn thấy ở trên màn hình đó, thì cái chất lượng hình ảnh ở cái mức chấp nhận được, nói chung là nó không xuất sắc. Cái lớp chống lóa của nó thì cũng gọi là ok, phù hợp cho cái nhu cầu văn phòng cũng như là làm việc ở trong những cái môi trường mà cái ánh sáng nó không quá mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test qua một số cái phần mềm cơ bản nha các bạn. Mình sẽ sử dụng phần mềm này trước. Đây là cái thông số cái ổ cứng các bạn, mình sẽ chọn sang cái ổ khác. Đây là cái ổ SSD có cái dung lượng là 256 GB này. Cái ổ này thì cái giao tiếp là NVMe này. Đó, nhiệt độ của ổ khá là cao bạn. Mình cài đặt mình chạy một lúc mình là 69 độ luôn này. Đây các cái thông số, tên ổ. Không có gì nhiều đúng không ạ? Còn đây là cái ổ có cái dung lượng 1000 GB. Để mình xem có phải không. À, đây là SATA, cái ổ mình cắm ngoài các bạn, không phải nha. Cái ổ 1000 GB của nó đây, cái ổ theo máy đây các bạn. Cái ổ theo máy này thì giao tiếp của nó là SATA đó, không phải NVMe nha các bạn. Vì vậy thì cái ổ này cũng khá là dễ để nâng cấp các bạn. Tốc độ là 5400 vòng trên một phút này. Đó, đáng tiếc ở cái chỗ này là cái tốc độ của cái ổ cứng này này các bạn này, nó chỉ là 5400. Nếu như một chiếc laptop gaming cái tốc độ mình nghĩ là 7200 vòng trên một phút thì nó sẽ ok hơn. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần mềm CPU-Z để chúng ta kiểm tra qua cái cấu hình của máy nha. Ở cái phần này thì chủ yếu là mình sẽ kiểm tra cái RAM thôi, vì là những cái thông tin kia thì nhà sản xuất người ta cung cấp hết rồi. Mình sang phần RAM ở đây. RAM ở đây thì có hai slot các bạn ạ, hai slot, mỗi slot là 4 GB, tổng chúng ta có 8 GB RAM. Cái bớt của RAM là 3200, RAM Helix các bạn, nói chung là ok. Nếu như mà các bạn sử dụng cái nhu cầu thông thường đó thì 8 GB RAM là đủ, và nó chạy kênh đôi này thì cái hiệu năng nó sẽ tăng lên khá là nhiều. Tuy vậy nếu như mà các bạn muốn sử dụng nhiều hơn như là 16 GB RAM chẳng hạn thì các bạn sẽ phải bỏ đi hai chiếc RAM này, nó cũng là một cái sự lãng phí, các bạn phải cân đối nha. Đó, nếu mà không thanh lý được thì các bạn nên lựa chọn khác 16 GB ngay từ ban đầu, đừng bỏ hai thanh này ra mà các bạn nâng cấp thêm hai thanh 8 GB thì nó rất là tốn tiền đúng không ạ? Sang phần card màn hình này, card màn hình thì không có gì đây, mình sẽ bỏ qua nha. Nó chỉ là DDR5 6 thôi, 4 GB, GTX 1650. Tiếp theo mình có phần mềm CPU ID đây, phần HW Info, HW Monitor để kiểm tra một vài cái thông số này. Chiếc quạt bây giờ nó đang kêu khá là lớn các bạn, do mình còn đang chạy cái game ở đây này. Đó, mình đang để một cái game, mình kiểm tra thử xem nhiệt độ như thế nào. Nhiệt độ toàn chip lúc này nó rơi vào khoảng 80 độ các bạn, có nhân thì 7 mấy đó, rơi khoảng 80 độ. Công suất là đang là khoảng 30W này. Cái ổ cứng ở đây là 43 độ này. Nhiệt độ của card màn hình là 70 độ này. Nhiệt độ của card on là 68 độ này, loanh quanh là cái tầm 70 độ các bạn. Điện áp này. Nói chung là cái chiếc đeo này thì cái quạt ở trong phòng kín là nó cũng hơi ồn một chút nha các bạn. Kêu vù vù cả đấy, các bạn làm việc ban đêm là nhìn thấy rõ đấy. Bởi vì cái game này mình cũng setting cái cấu hình nó tương đối cao này các bạn này đó. Mình để hết lên rồi. Đang chạy lên xong mình quay phim màn hình nữa. Để lát nữa mình chia sẻ cho các bạn nó rõ hơn đó. Mình vừa quay điện thoại vừa quay màn hình nên là nó chạy cũng tương đối là nặng. Nên là đó các bạn thấy không? Đây này, mình đang chạy này, cái này này, mình chạy cả vMix như này. Đó, mấy cái phần mềm lớn lớn mình chạy để xem là máy nó hoạt động như thế nào. Vì những cái này mình hay dùng chung một lúc mà. RAM này chiếm tới 79% rồi các bạn. Rồi, mình tắt này đi nha, chúng ta kiểm tra tiếp. Vừa rồi mình có điểm qua những cái thông tin cơ bản của chiếc máy. Về cơ bản thì nó đáp ứng hầu hết được những cái công việc, ví dụ như là các bạn
dựng phim 4K này đó, các bạn chơi game này, cái game tầm tầm này, nói chung là với cái card GTX 1650 thì nó cần được hầu hết các game các bạn. Vậy là ok rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chạy thử cái game này một xíu xem là nó có giật lag gì không nào. Đấy, vẫn đang để với cái phần mềm này nhé. Cái chương trình này là cực lặng đấy các bạn. Cái chương trình VMix này này, cái chương trình livestream này nó rất là lặng. Đó. Em chọn nhân vật mình chạy thử một game xem nó coi như thế nào. Hình ảnh ở trên chiếc Dell G3 này gọi là chấp nhận được các bạn. Màu sắc này nó cũng không thực sự là ấn tượng, bởi vì dù sao nó cũng chỉ là một chiếc máy gaming thôi. Nó đủ cho cái nhu cầu xài cơ bản của chúng ta. Wow. Mạng của mình hơi lag các bạn, cái ping này, này hơi cao, khả năng là không chơi được. Nói chung là di chuyển ở đây thì là cũng tương đối mượt rồi. Ok ok, khá là mượt đấy. Đó, hiệu ứng cũng bụi mù lên các bạn. Rồi mình thoát game ra nhé. Nói chung là cơ bản là được đấy. Do là cái máy của mình ấy, nó mạng lúc này nó hơi lag, ping nó cao không chơi được. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp cái giao diện sử dụng ở trên chiếc Dell G3 này nha. Các bạn thấy không, ở trên cái bàn phím này các cái nút chức năng này đó, Dell đã để các cái chức năng chính ra ngoài, ví dụ như là tăng giảm độ sáng này, hoặc là tăng giảm âm lượng này. Các bạn sẽ truy cập rất là nhanh, các bạn sẽ không cần phải kích cái phím FL cộng với lại cái phím chức năng nữa, cũng khá là tiện đúng không ạ. Còn F10 là cái đèn bàn phím này đó, nó có mấy cái chế độ các bạn. Đây là chế độ sáng nhất này, và cái đèn bàn phím này thì nó sẽ tự tắt sau một lúc chúng ta sử dụng. Cái này thì mình chưa kiểm tra xem là cái cài đặt thời gian đây nó có hay không. Về cơ bản thì cũng khá là ok. Bây giờ tới cái phần test loa đi. Loa của Dell G3 thì nó nằm ở cạnh máy các bạn. Có hai chiếc loa ở đây, hai chiếc loa stereo, để mình coi thử cái âm thanh như thế nào nha. Đây mình có một bài nhạc này, mình sẽ chạy thử. Mình đang mở cái mức âm lượng 100%. Đây cũng 100% này. Loa của máy thì cơ bản là nghe được nha các bạn. Ở trong phòng thì cũng rất là ok. Đây là hai điểm nóng nhất ở trên chiếc Dell G3 của chúng ta các bạn, vì đây là hai cái khe sát nhiệt. Nhiệt độ ở trên bàn phím thì cũng hơi ấm ấm. Mình nghĩ nó rơi vào khoảng 35 36 độ gì đó. Với một chiếc laptop gaming thì cái nhiệt độ này nó hoàn toàn bình thường nha các bạn. Tuy vậy thì các bạn phải lưu ý, ở đây là phiên bản của mình là phiên bản sử dụng Core i5. Nếu như các bạn sử dụng Core i7 thì mình nghĩ chiếc Dell này sẽ không phù hợp nha, nó sẽ rất là nóng. Vừa rồi là những chia sẻ nhanh của mình về chiếc laptop Dell G3. Mình đánh giá đây là một chiếc máy rất là tốt, một chiếc máy gaming rất là nhỏ gọn. Cái thiết kế thì cũng khá là độc đáo, nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác thích ngồi vào máy hơn này. Nó cũng cân bằng rất là nhiều giữa các cái yếu tố như là giá bán này, hiệu năng cũng như là cái trải nghiệm sử dụng. Hơn nữa thì lại còn được trang bị cái vân tay một chạm ở đây rất là thuận tiện. Thì mình hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.